Hai mọi người, hôm nay Trúc mời mọi người ăn nem nướng với Trúc nha. Mới mua về luôn mọi người ơi. Đây, mình mua một phần là có nem nướng nè, rồi có cái này gọi là cái gì mình không biết nha. Bánh tráng mà quấn lại rồi nướng á mọi người, chiên nha, chiên giòn lên á. Mình sẽ cuốn cái này với lại dưa chua nè, rau sống nè, và bánh tráng phơi xương. Cái này là nước chấm nè, nó giống như là nước mắm rồi xay đậu phộng bỏ vô á mọi người. Bây giờ thì mời mọi người ăn với chút nha. Mình sẽ cuốn rau. Ở đây cho rau ngon quá, rau xanh đảo quá. Đúng là Đà Lạt. Rồi mình có cọng hẹ nữa nè mọi người. Mình sẽ bỏ vào đây một miếng dưa chua, có dưa leo, cà rốt, củ cải, rồi có củ hành tím nè. Đó, mình sẽ bỏ vào đây một miếng nem với lại một cái miếng, mình không biết cái miếng này kêu là gì, ai biết cái miếng này kêu là gì không chỉ mình với. Mời mọi người. Cái nước chấm nó béo béo đã lắm. Nhai cái cuốn á nó hơi mỏi miệng mọi người. Hôm nay cái hàm của mình nó đau trở lại rồi nha, nó đau nhiều nha. Với lại á, mình hay có một cái thói quen là khi mà mình ngồi mình suy nghĩ cái vấn đề gì mình hay nghiến răng á, mọi người có bị không? Có nghĩa là trong vô thức luôn á, mình hay suy nghĩ một cái vấn đề gì đó nha, mình tập trung cao độ nha, là mình sẽ ngồi mình đẩy, mình khép hai hàm răng lại, cái mình cứ đẩy lên đẩy xuống là mình bị nghiến răng á. Và hôm nay mình làm cái điều đó hơi nhiều nên là nó, cái hàm mình đây nó đau hơn. Ở đây người ta có cho mình những cái tép tỏi nhỏ nhỏ nữa nè mọi người đó, mình có thể ăn kèm ha. Món này là món miền Trung mọi người ha, ở trên Đà Lạt đa phần là món miền Trung. Mình lột một tép tỏi mình ăn kèm nữa nè mọi người. Tỏi này ăn sống ngon lắm, tỏi tép tỏi nhỏ nhỏ nè, ăn sống ngon lắm. Nó sẽ hơi cay cay mọi người, cái tỏi nó sẽ hơi cay cay, nó hăng nhiều nha. Ai biết ăn tỏi sống mới ăn được nha. Ngon nhất là cái bánh tráng đó mọi người. Cái bánh tráng này nó dẻo nên là khi cuốn nó không có bị bể.
Cái này á là Trúc mua ở bên đường Chi Lăng á. Cái bánh này nè, ăn không nó sẽ rất là vô duyên. Nhưng mà khi bỏ vào trong cái cuốn á, bỏ chung với mọi thứ rồi cuốn á, thì khi ăn á nó sẽ giòn giòn rất là ngon. Nó giống giống như là ram bắp chả lụi được hả mọi người? Cái này có giống vậy không ta? Ăn cái tép tỏi nó cay mà nó ngon quá. Có công hẹ là mình mê à. Những cái tín đồ mà thích cuốn cuốn là chắc sẽ mê cái này. Người ta cho bánh tráng rất nhiều mọi người. Chắc là một miếng là một cuốn á. Nhưng mà chúng thấy cuốn một một cuốn nửa miếng thôi là được rồi nè.
tỏi sống này nè, ăn nó cay mà nó dính quá. Khá là ngon mọi người, lâu lâu được ăn cuốn thích quá, thích nhất là rau. Mọi người có lên Đà Lạt thì hãy tìm thử những cái tiệm nem nướng ở trên Đà Lạt để thưởng thức ha. Cảm ơn mọi người rất nhiều, còn nếu muốn Trúc ăn món gì nữa thì comment nha. Bye bye.